Xin chào tất cả anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với series video khóa học xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến dành cho doanh nghiệp và các cá nhân. Tôi là Phán Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online truyền thông trực tuyến. Hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn bài học tiếp theo, đó là quy trình các bước xử lý khủng hoảng. Thế thì các anh chị cần phải hiểu rằng là có một cái quy trình đầy đủ theo các bước thứ tự là một điều rất là quan trọng trong quá trình xử lý khủng hoảng truyền thông, đúng không ạ? Và theo đó chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta đưa vào cái case study thực tế. Thì xác định vấn đề khủng hoảng truyền thông là gì? Đó là bước đầu tiên chúng ta cần phải xác định cái nguyên nhân nó xảy đến, đúng không ạ? Nó nằm trong những nhóm nguyên nhân nào, chủ đề nào, chủ thể nào, đúng không ạ? Chúng ta cần phải xác định đúng, nhìn thẳng sự thật, đúng không ạ? Không nói giảm, không nói tránh, không loanh quanh, không bao biện, được chưa ạ? Để từ đó chúng ta sẽ có được cái nhìn một cách tổng thể để đưa ra cái quyết định xử lý và quyết định phản ứng trước những cái thông tin như vậy. Bước thứ hai là chúng ta cũng cần phải xác định cái nguyên nhân gây ra cái khủng hoảng truyền thông, đúng không ạ? Thì chúng ta biết rằng là trong cái video bài học trước tôi đã nói về các nguyên nhân rồi, và có những nguyên nhân thì nó rất là bình thường và có những nguyên nhân thì nó gây ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Và đặc biệt chúng ta xem xét cái nguyên nhân và các vấn đề đó dưới một cái góc độ là các cái dấu hiệu, dưới một góc độ là liệu rằng nó có lan truyền hay không, liệu rằng nó có nguy cơ bị đào bới, bị lôi kéo, bị xảy đến những cái sự việc mà nó ảnh hưởng đến cái đại cục hay không. Bởi vì đôi khi, đúng không ạ, chúng ta bỏ qua một cái việc nhỏ, chúng ta lại quên mất rằng là đó chính là cái hậu quả gây ra cái sự vụ rất là nghiêm trọng. Chúng ta cần phải xác định đúng cái nguyên nhân đấy gây ra là gì, đúng không ạ? Bởi vì là một cuộc khủng hoảng nó cũng giống như là một căn bệnh. Nếu mà chúng ta không biết bệnh, không biết nguyên nhân gây bệnh thì chúng ta không thể biết dùng thuốc gì, vaccine gì cho nó đúng. Chúng ta bị bệnh này nhưng mà chúng ta lại dùng vaccine khác, đúng không ạ? Chúng ta lại dùng thuốc khác thì sẽ không khỏi và gây ra tình trạng nhờn thuốc. Đó là một, tôi lấy một cái ví dụ hình ảnh. Chẳng hạn quay trở lại với cái vụ việc thực tế, đó là thương hiệu Khải Siêu, đúng không ạ? Tôi cho rằng nếu như mà phía Khải Siêu và phía ban lãnh đạo và những người phụ trách mà nhận định rằng là cái việc mà đã cắt mác như thế, đã gây ra nhầm lẫn và khách hàng đã phản hồi như vậy là một việc hết sức là nghiêm trọng và nó có thể gây ra hậu quả là phải truy tố giữa pháp luật hình sự hay là phải đóng cửa các cái cửa hàng của mình như thực tế đã xảy ra, thì tôi nghĩ rằng là ban lãnh đạo của thương hiệu, ban lãnh đạo của công ty và những người phụ trách sẽ không đưa ra cái cách phản ứng, cách trả lời đầy ngô nghê như là trả lời cho trẻ con lớp 1 rằng là chúng tôi đang xuất hàng đi Trung Quốc, chúng tôi cắt mác Made in Việt Nam ra để thay mác Made in China vào, vân vân, có đó là quá trình nhầm lẫn, vân vân. Thì tôi cho rằng đấy là cái cách trả lời đầy lấp liếm, không đúng sự thật và tạo ra cái sự tức giận, tạo ra thêm một cái động lực để cho khách hàng người ta tìm ra sự thật, người ta thông qua cơ quan báo chí, thông qua cơ quan truyền thông, thông qua các cơ quan pháp lý, an ninh, người ta sẽ làm cái việc đó. Thế thì các bạn lại đặt một cái câu hỏi là nếu mà trong trường hợp đấy thì chúng ta phải làm gì? Bởi vì cái tình huống nó quá là trớ trêu rồi, nó quá là trớ trêu rồi. Bây giờ lúc sau thì thương hiệu cũng đã nói thật, thì ông Phan Anh lại cho rằng là nói thật như thế là chết, lúc trước thì không nói thật thì cũng chết, thế thì phải làm thế nào? Đúng không ạ? Thì tôi cũng phải nói thật với các anh chị là cái tình huống như vậy quá là khó, quá là khó. Bởi vì cái nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng nó là rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Đó là sự lừa dối khách hàng từ nhiều năm nay, treo đầu dê bán thịt chó, đúng không ạ? Rồi kiếm lời trên cái sự thiếu hiểu biết của khách hàng. Tuy nhiên nếu như đặt giả định rằng đây là một cái ca xử lý khủng hoảng truyền thông, và về mặt lý thuyết nha, về mặt lý thuyết tôi được làm lại bởi vì việc này đã xảy ra rồi, không thể làm lại được nữa, thì tôi cho rằng, đây là quan điểm cá nhân của tôi cho rằng là tôi sẽ xử lý rất triệt để cái trường hợp mà cái khách hàng anh Quỳnh này đưa sản phẩm đến để yêu cầu là công ty có câu trả lời, đúng không ạ? Có câu trả lời thì tôi phải hiểu rằng đây chính là nguyên nhân gây ra khủng hoảng vô cùng khủng khiếp, và tôi sẽ phải tiếp đãi anh ấy rất tử tế, tôi phải rất thành thật, tôi phải xin lỗi anh ta, tôi phải úp vụ này, tôi phải dùng cái từ là úp vụ này, đúng không ạ? Vâng, bằng mọi cách, ví dụ như là thôi, chúng tôi đã sai rồi, chúng tôi xin thu hồi lại, chúng tôi xin bồi thường, thậm chí tôi phải đưa cho khách hàng những cái giá trị gia tăng, bồi thường thêm tiền, bồi thường thêm hàng, thêm các giá trị gia tăng, dùng các mối quan hệ của tôi
để tác động, đúng không ạ? Rồi thì thậm chí tôi có thể phải chia cổ phần. Rồi tôi cũng thừa nhận cái việc đó là chúng tôi đã có những sai lầm, chúng tôi sẽ thay đổi. Từ nay trở đi chúng tôi thay đổi, và bạn có thể tham gia vào ban quản trị của chúng tôi để bạn chứng kiến cái việc này. Cơ hội kinh doanh rất tốt, vân vân vân. Đây chỉ là một số những cái sai lầm không đáng có mà chúng tôi đã lơ là trong một số năm, vân vân. Tất nhiên tôi đã nói rồi, đấy chỉ là ví dụ. Còn thực tế, khi tôi trả lời như vậy, đúng không ạ? Anh khách hàng này anh ấy vẫn không đồng ý, anh lại tiếp tục tung hê cái chuyện đấy lên thì có chuyện còn tệ nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta không thể biết được, thì đây chỉ là những bài toán giả định thôi.